Hello anh em, hello các bạn đang xem video này. Khi mà các bạn xem video này chắc chắn các bạn đang gọi là bị dính botnet đúng không? Ok, nhiều anh em không vào được game của mình là lý do tại sao các bạn đang là zombie, các bạn đang tấn công vào server của mình, cho nên là server của mình đã chặn bạn ở ngoài. Và làm sao để các bạn vào được thì các bạn bắt buộc phải gọi là xóa con bot đó, các bạn mới trở thành gọi là một máy tính sạch thì các bạn mới vào được game nhé. Ok, thì giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em mình cách cài đặt anti bên mình và các bạn diệt cái con bot của các bạn bị dính ở nhiều server khác hoặc là các bạn dính đâu đó thì mình không biết. Bây giờ trước mắt là các bạn hãy vào trang web võlâmbk.net nha. Ok, khi các bạn vào võlâmbk.net xong thì các bạn hãy bấm vào chữ cài đặt ngay. Ok, thì nó sẽ hiện ra như thế này. Cài đặt ngay các bạn hãy kéo xuống nha anh chị em. Và các bạn kéo xuống, kéo xuống các bạn chọn. Ok, ở đây có dòng anti diệt virus nè anh em à. Ok, các bạn hãy chọn một cái link đao riêng cho mình, nhưng Tú thì Tú sẽ chọn là đao trực tiếp nha. Ok, thì bấm vô đao trực tiếp thì nó hiện ở dưới đây, nó hiện dưới đây thì các bạn bấm vào hiện tất cả hoặc là các bạn bấm trực tiếp vào nó luôn cũng được nha anh chị em. Anh em bấm trực tiếp vào nó luôn, bấm trực tiếp vào nó cũng được, hoặc là các bạn cài đặt thông thường giống như là các bạn cài đặt Pikachu hay là cái gì đó các bạn cài đặt vậy đó. Ok, xong rồi mình hãy chọn Insert. Ok. Ok các bạn đợi cho nó chạy tí nha. Hoặc là các bạn nào mà không bấm được thì các bạn hãy nhớ là vô cái thư mục mà các bạn tải đó. Thì các bạn muốn biết thư mục tải ở đâu thì các bạn hãy bấm tệp đã tải xuống ở trên cốc cốc này, là ở đâu cũng có cái chỗ tệp tải xuống. Không, thì có cái hiện ra này thì bạn bấm hiện luôn thư mục là nó sẽ hiện ra thôi. Ok, bây giờ mình đợi chờ nó tải xong nha anh em. Ok, đã tải xong. Tải xong thì ở ngoài màn hình desktop của các bạn sẽ hiện ra cái này. Vâng, hiện ra cái này. Thì các bạn sẽ bấm vô, các bạn tắt cái kia hết đi, các bạn bấm vào. Ok, enter mở nó lên nha anh chị em. Ok, khi các bạn mở nó lên như thế này thì ở đây nó có là cho các bạn xài free 14 ngày, các bạn có thể bấm vào hoặc là các bạn không bấm cũng được, không sao. Ở đây nó có cái dòng scan. Scan ở đây là mình sẽ quét. Ok, anh em bấm vào scan nha. Ok, thì bây giờ mình chỉ việc chờ thôi các bạn. Chờ cho nó quét thôi. Để cho nó quét anh em à. Quét đơn giản thôi anh em à, nhanh thôi. Cái này thì hiện tại là nhanh thôi anh em à. Ok, trong giây phút mà chờ đợi cho nó quét, các bạn có thể coi phim ma, chẳng hạn như là Maria Oyawa chẳng hạn, không? Anh em mình có thể coi phim ma hoặc là coi phim cô giáo dạy học sinh hay gì đó. Nói chung là tùy anh em, mỗi người mỗi sở thích. Thì tôi thích coi phim y tá hơn. Tại giờ này mình thích coi phim y tá để dạng như mình vợ là mình quan tâm đến sức khỏe mình đó. Anh em mình thích coi mấy bộ phim y tá đồ hơn. Tại vì y tá sẽ gọi là chăm sóc sức khỏe cho người kia đó. Ok, thì cũng sắp xong rồi anh em à. Đây các bạn, hình như máy tôi là đang dính 5 con luôn. Các bạn không biết là 5 con này 5 con gì, nhưng mà kệ mẹ nó, cứ dính là mình quét cái đi đã. Trước mắt là sự an toàn của mình đi nè anh em à. Máy tôi dạo này tôi hay coi phim ma đồ nên là cũng hay ra lắm anh em à. Ok, ở đây thì nó có nhiều loại bot lắm anh em à. Cho nên là trước mắt là mình cứ xóa hết đi đã. Mình không cần biết nó là từ đâu này nọ kia, mình cứ xóa nó đi đã. Ok, xóa đó là mình bấm ở đâu ta? Hình như là tôi chưa biết luôn nha. Bấm cờ lo thử coi. Ok, cờ lo. Ồ. Rồi sao là scan lại cái nữa coi. Scan lại cái nữa coi. Ok vô nha anh em. Ok, mình scan lại cái nữa. Tại vì thời gian mà scan nó cũng nhanh anh em à. Tại mình không rành tiếng Anh, thấy nó cờ lo là xóa đó đây mà. Nên là mình thử cái mình xóa cái nữa coi được không. Hồi nãy là 11 con, giờ mình quét cái này coi còn mấy con. À còn con. Con này dạng giống như Covid-19, trốn hơi kỹ xíu nha anh em. Trời, 5 số con luôn. Đâu quá trời vậy mấy ông nội. Thiệt. Máy tôi thiệt đâu cũng virus quá trời nha bà con. Trời, 8 con nữa này. Giờ 11 con, vậy là nãy tôi bấm lộn. Hồi nãy tôi bấm lộn nha anh em. Hồi nãy tôi bấm lộn nha quý vị. Hồi nãy tôi bấm lộn, giờ bấm vô cái này cái coi. Đó, này mới diệt nè. Cái này mới diệt nè nha anh chị em. Cái này mới diệt nha. Đó, cái này là diệt nha quý vị. Ok, xong nè. Đó. Hồi nãy là mình bấm lộn nha nha anh em. Ok, khi mà xong rồi á, khi xong rồi thì các bạn tắt nó đi và các bạn gọi là xóa nó luôn. Xóa luôn tại vì để nó trong game nó dạng như nó chặn mình rồi, nó làm đủ thứ chuyện trên đời anh em à. Và các bạn bấm open file ra. Open file ra xong rồi, để mình kiếm coi. Mình kiếm cái chỗ xóa nó coi là chỗ nào xóa đâu ta. Mày có cái xóa chứ ta. Ok, mình coi thử coi mình xóa nó ở đâu nha anh em. Ok, bây giờ tại vì mình live trực tiếp cho nên là mình sẽ gọi là hướng dẫn các bạn kỹ lưỡng luôn. Ok, mình kiếm cái chỗ xóa nó ra nha anh em. Open file lên nè. Open file lên rồi mình chọn cái xóa nó rồi.
Đáng lý là nó phải có gọi là cái xóa chứ ta. Ok, nếu mà ở đây không có xóa thì các bạn hãy vào thùng rác. Ok, các bạn vào thùng rác nha. Không phải vào thùng rác nữa mà vô vô cái clone này nè, hoặc là máy tính của các bạn luôn. Ok, thôi bây giờ mình sẽ vào bằng máy tính luôn nha anh em. Ok, mình sẽ mở raw game lên nha anh em. Raw game lên. Bây giờ mình sẽ mở raw cái đây, control banner. Control banner nha anh em. Control banner, nhiều anh em máy khác thì các bạn hãy mở control banner mọi cái máy khác nhau. Thì ở đây các bạn chọn vô cái giùm mình cái là cái gì đâu rồi ta. Để mình mở lên cái. Nó có nhiều dạng xóa lắm các bạn. Các bạn đợi tôi tìm cái. Dạo này mắt hơi kém rồi. Dạo này mình coi phim ma nhiều nên là mắt hơi kém. Nên là giờ mấy cái này nó hơi không được chuẩn anh em. Anh em đợi tôi chút xíu nha, tôi dòm chút kỹ xíu rồi. Đâu rồi ta, mấy cái mà đây các bạn. Raw game nha anh em à. Anh em nhớ nha, raw game nha. Raw game. Đó. Các bạn mở lên vậy. Rồi các bạn tìm nó coi. Tìm nó coi. Mày đang ở đâu? Đây, nó đang ở đây các bạn. Đó, các bạn chọn ở trên đây nha. Hoặc là các bạn nhấp chuột phải vô nó xong các bạn chọn unsat gì đó. Yeah. Gọi là nói chung là xóa đó anh em à. Xong các bạn bấm Z. Ok. Là nó sẽ xóa nha. Đang xóa các bạn, đang xóa. Chưa chịu xóa nữa, bấm cái nữa rồi. À ok, xóa nè các bạn thấy không? Đó, màn hình desktop của Tú đã gọi là mất rồi nha anh em. Đó, mất rồi nha các bạn. Ok, thì mất rồi thì các bạn vào game thôi. Tiếp tục vào game, tải game vào game. Ok, đơn giản nha thôi anh em à. Đơn giản nha thôi, vì con boss đơn giản nha thôi anh em à. Ok, chúc các bạn thành công. Nếu các bạn không thành công, các bạn hãy liên hệ trực tiếp lại fanpage để fanpage hỗ trợ các bạn. Nhưng các bạn nhớ thông cảm một điều là gọi là hiện tại fanpage đang hỗ trợ rất là nhiều người, cho nên là sẽ gọi là hỗ trợ các bạn không được tốt. Thì mong các bạn thông cảm giùm bên mình xíu nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong game. Bye bye.